Buổi sáng an lành, chúng ta lại bắt đầu với người nông dân vui vẻ. Bây giờ thì nấu nồi cháo cho em bé. Gạo đang được hầm. Bên này là đậu xanh bóc vỏ. Chúng ta sẽ hầm nhuyễn với nhau. Hôm nay sẽ nấu nồi cháo cá hồi cho con. Chúng ta sẽ nấu thêm bí, hầm bí này thật nhuyễn. Và sau đó thì chúng ta sẽ bỏ rau mồng tơi vào, cắt rau mồng tơi vào. Và chúng ta sẽ xay nhuyễn theo kiểu sinh tố để cho em bé ăn. Và bây giờ thì cháo và đậu xanh cũng đã hầm, chúng ta phải hầm thật là nhuyễn, hầm rất nhuyễn. Nồi cháo cho con chúng ta nấu bằng cả tâm huyết của mình và tình yêu thương con gửi gắm vào nồi cháo. Nguyên liệu nấu của chúng ta thì một miếng cá hồi nhỏ nhỏ này, dù nhỏ nhưng mà miếng cá này cũng gần 100.000, 94.655 đồng quý vị. Thực ra thì cá hồi luôn luôn là đắt, đặc biệt là mình mua ở siêu thị. Nhưng mà dù sao thì mình nấu cho con mình ăn cho đảm bảo chất lượng, hãy chịu khó một chút. Buổi sáng an lành, chúng ta lại bắt đầu với người nông dân vui vẻ. Bây giờ thì nấu nồi cháo cho em bé. Gạo đang được hầm. Bên này là đậu xanh bóc vỏ. Chúng ta sẽ hầm nhuyễn với nhau. Hôm nay sẽ nấu nồi cháo cá hồi cho con. Những lúc kinh tế khó khăn, sự giảm giá của các doanh nghiệp là hoàn toàn hợp lý. Mỡ rau mồng tơi này có đơn giá là 18.000 đồng, nhưng bây giờ giảm 60%, chỉ còn 7.272 đồng. Vâng, sự giảm giá các sản phẩm là một điều hết sức là tuyệt vời dành cho những người lao động có thu nhập thấp, đặc biệt là giới công nhân, sinh viên, những người có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Và giá này là hoàn toàn hợp lý. Đây là chương trình khuyến mại của doanh nghiệp trong một tháng nhằm kích cầu người tiêu dùng. Vâng, chúng ta cảm ơn các doanh nghiệp rất nhiều về tính nhân văn này. Vâng, kinh doanh là có lại nhưng cũng có chút đạo đức và trách nhiệm. Chúng ta sẽ nấu thêm bí, hầm bí này thật nhuyễn. Và sau đó thì chúng ta sẽ bỏ rau mồng tơi vào, cắt rau mồng tơi vào. Và chúng ta sẽ xay nhuyễn theo kiểu sinh tố để cho em bé ăn. Và bây giờ thì cháo và đậu xanh cũng đã hầm, chúng ta phải hầm thật là nhuyễn, hầm rất nhuyễn. Nồi cháo cho con chúng ta nấu bằng cả tâm huyết của mình và tình yêu thương con gửi gắm vào nồi cháo. Nguyên liệu nấu của chúng ta thì một miếng cá hồi nhỏ nhỏ này, dù nhỏ nhưng mà miếng cá này cũng gần 100.000, 94.655 đồng quý vị. Thực ra thì cá hồi luôn luôn là đắt, đặc biệt là mình mua ở siêu thị. Nhưng mà dù sao thì mình nấu cho con mình ăn cho đảm bảo chất lượng, hãy chịu khó một chút. Nồi cháo với đậu xanh đã nhuyễn. Chúng ta có thể vì nấu cho em bé cho nên là các mẹ chỉ bỏ một cái miếng dầu nhỏ, dầu ăn đấy, để cho cái hệ tiêu hóa nó tốt, và cho một cái chút muối nhỏ thôi, và cho một xíu nước mắm. Đấy là cháo dành cho trẻ con. Và trên bếp của chúng ta thì bí và rau xanh đã xong rồi, sắp xong rồi. Cái này thì chúng ta sẽ để nguội và sau đó để xay sinh tố. Và bên này thì cá hồi đang được nấu. Vâng, quy trình nấu cũng hết sức là vất vả một buổi sáng. Nhưng mà các mẹ luôn luôn là yêu con nồng nàn, thì chúng ta sẽ dành cho con của mình những cái tình cảm thân thương, gửi vào trong cái nỗi niềm của những bữa ăn, để cho trẻ có thể ăn ngon, ngủ sâu sức và phát triển
một cách toàn diện.